Tiếp tục lãnh đạo triển khai đồng bộ thực hiện tốt mục tiêu kép vừa chủ động quyết liệt phòng chống dịch bệnh, vừa khôi phục thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Đó là nhiệm vụ chính được Quận ủy Cẩm Lệ triển khai tại hội nghị ban chấp hành lần thứ 3 mở rộng vào sáng nay. Theo đó, trong thời gian đến, Quận Cẩm Lệ quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch COVID-19, có biện pháp thích ứng chung sống an toàn với dịch, khôi phục thúc đẩy sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt các biện pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ giải tỏa đền bù, bàn giao mặt bằng các dự án trên địa bàn, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, nhất là trong thời gian diễn ra đại hội đảng bộ thành phố lần thứ 22. Tại hội nghị, Quận Cẩm Lệ đã triển khai chỉ thị số 41 của Thành ủy về lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết số 119 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.